có thể xem lại. Thì chúng ta có thể thấy cái màn hình của thầy không ạ? Thấy màn hình chưa? Dạ thấy thầy ơi. Thứ nhất là định nghĩa về cái phương trình di phân đó. Thì trước đây khi mà mình học về cái phương trình đó, thì cái em nhớ là cái phương trình mình học đó, là mình gọi là cái phương trình đại số. Phương trình đại số là nó mối liên hệ giữa các cái số và cái ẩn số. Còn phương trình di phân là nó sẽ là thể hiện cái mối liên hệ giữa cái hàm số và cái biến số và cái đạo hàm hoặc là vi phân, đạo hàm hoặc là vi phân của cái hàm đó. Thấy không? Thì trước đây đó là khi mình học về mình học về cái phương trình số đó. Chẳng hạn như em biết là cái phương trình số nó dạng là x phương nè trừ trừ 2x cộng 3 bằng 0. Thì cái phương trình này mình gọi là cái phương trình số, phương trình đại số. Đấy, thì cái phương trình này nó chỉ có cái ẩn của nó là cái biến số chưa biết thôi. Mình tìm cái x này. À, thì có nghĩa là mình tìm nghiệm của phương trình đó. Giải phương trình là tìm nghiệm của nó. Tuy nhiên thì ở đây là mình sẽ nghiên cứu một cái phương trình mà nó không cái nghiệm nó không phải là cái những cái con số, mà cái nghiệm của nó là cái hàm. Cái nghiệm đó là cái hàm. Thì ở đây là cái người ta định nghĩa phương trình di phân đó là cái phương trình chứa cái hàm số chưa biết, tức là mình muốn tìm cái hàm số này đó. Rồi cái biến số độc lập, thường cái biến số độc lập đây là biến x và các cái đạo hàm hoặc là vi phân của hàm số đó. Thì hôm nay chúng ta có các cái ví dụ về cái phương trình di phân. Chẳng hạn đây em coi ví dụ A nè. Ví dụ A thì ở đây thì mình có cái x bình phương nhân y phẩy. Không? Ở đây y á, nó chính là một cái hàm số chưa biết. Y phẩy là đạo hàm của nó. Không? Y phẩy là đạo hàm của nó. Còn cái này y bình phương có nghĩa là cái hàm đó mà mũ 2 lên. Đó. X bình phương này là biến số nè. X x là biến số, x bình phương là cái biến số đó bình phương lên. Vậy hiện vậy thì đây là cái phương trình di phân. Thấy không? Nó chứa cái hàm số chưa biết nè, rồi đạo hàm của hàm số đó và cái biến số. Rồi chỗ cái ví dụ B, thì ví dụ B thì em thấy là đây là nó viết cái đạo hàm cái dạng là d bình phương y chia dx bình, thì cái này nó chính là y 2 phẩy đó. Cái này nó chính là y 2 phẩy nè. Y 2 phẩy tức là đạo hàm của y tới cấp 2. Đó, còn còn cái chỗ này là nó ghi dy chia dx, dy chia dx thì cái này có nghĩa là y phẩy. Y phẩy. Đấy, thì cái phương trình này của mình có thể viết lại dạng là đạo hàm, chẳng hạn như mình viết như thế này. Là y 2 phẩy trừ 4 x y rồi nhân cho y phẩy. Đấy, thì nó sẽ bằng là x bình phương. Đấy. Cái phương trình B này mình có thể viết cái dạng này. Hai cái này với về tiếp theo đó là cái ví dụ C. Thì đây cũng là phương trình di phân. Ví dụ C này cũng là phương trình di phân. Nhưng mà phương trình di phân này đó là nó ở trong cái phương trình này nó không có chứa y. Mình gọi là phương trình nó khuyết y đó. Đấy, thì ở đây nó chỉ có đạo hàm của y thôi. Đây là đạo hàm cấp 1 của y. Đúng không? Còn đây là đạo hàm cấp 2 của y nè. Đạo hàm cấp 3 của y và cái biến số. Rồi còn ở ví dụ D đó. Ví dụ D thì cái nó ghi cái f lớn của x y rồi y phẩy y 2 phẩy bằng 0. Thì f lớn này có nghĩa là nó là một cái biểu thức gồm có cái bốn cái đối tượng là x rồi y phẩy y 2 phẩy. Đúng không? Cái F này có nghĩa là đây là một cái biểu thức mà nó chứa bốn đối tượng là x, y rồi y phẩy y 2 phẩy và cái biểu thức này bằng 0.
Còn cái phương trình dạng E đó, như dạng E này á, thì cái này nó còn gọi là phương trình đạo hàm riêng. Thì cái chỗ mà thầy khoanh tròn đó, nó chính là đạo hàm của Z theo biến X. Thì hôm qua thì cái dz chia dx này thì hôm qua mình có nói rồi, đúng không? Đây đây chính là phương trình, cái này chính là đạo hàm của z theo biến x, còn cái này là đạo hàm của z theo biến y. Và đây là mình đang tìm cái hàm z, cái hàm z mình đang tìm ở trong cái phương trình này đó chính là cái hàm hai biến z là hai biến xy. Đấy, thì trong cái phương trình e này x nó là biến độc lập, y cũng là biến độc lập, còn cái z là hàm của xy. Thì cái phương trình ở chỗ câu E này á, là mình gọi nó là phương trình đạo hàm riêng. Đó, còn cái phương trình ở chỗ câu A, câu B, câu C, câu D này này nó là mình gọi là phương trình vi phân thường. Không? Thì nó có hai hai dạng như thế, đó là phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng. Về cái cấp của phương trình vi phân đó, thì là người ta định nghĩa là cấp của phương trình vi phân nó chính là cái cấp của cái đạo hàm mà cao nhất mà có trong cái phương trình đó. Cụ thể là ở đây là cái chỗ có ví dụ A này, mình thấy là đạo hàm cấp cao nhất ở đây là đạo hàm cấp 1. Vậy thì cái này nó gọi là phương trình vi phân cấp 1 nè. Chỗ này là phương trình vi phân cấp 1. Còn ở chỗ câu B này, ví dụ B này đó, thì nó là phương trình cái đạo hàm cao cao nhất của nó là cấp 2, cho nên nó gọi là phương trình vi phân cấp 2 đó. Còn ở C này đó là phương trình vi phân cấp cấp 3, tại vì nó có tới đạo hàm cấp 3 đó. Đó, còn ở cái ví dụ D là nó là phương trình vi phân cấp 2 thôi, tại vì trong đây nó có chứa đạo hàm cấp cao nhất là cấp 2. Đấy, thì cái cấp của cái phương trình vi phân nó chính là cái cấp của cái đạo hàm, cấp cao nhất của đạo hàm mà có trong cái phương trình vi phân đó. Tiếp theo đó là mình nói về cái phương trình vi phân cấp 1. Thì phương trình vi phân cấp 1 nó cũng là phương trình vi phân mà ở trong đó đạo hàm cấp cao nhất của đạo hàm là cấp 1 thôi. Như vậy thì cái phương trình vi phân mà nó sẽ có cái dạng như thế này, thì mình gọi là phương trình vi phân cấp 1, tức là nó là một cái đạo hàm của hàm y theo biến x, ha, thì đạo hàm của nó là nó bằng một cái biểu thức theo xy. Thật ra là cái biểu thức nó chính là hàm hai biến luôn đó, hàm hai biến thì xy, thì nó thật ra nó là biểu thức thôi, không, biểu thức hai biến xy. Và một cái hàm số, khi mà mình tìm được một hàm số y nhưng mà đây nó phụ thuộc theo biến x, và ngoài ra thì nó còn có một cái hàm số c kèm theo, thì cái hàm số này đó, mà nó thỏa mãn cái phương trình này thì nó được gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 1 này. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình có cái phương trình là y phẩy bằng x bình phương, y phẩy bằng x bình phương. Vậy thì mình sẽ tìm một cái hàm, chẳng hạn như đây tôi lấy một cái hàm y bằng 1 phần 3 x mũ 3, 1 phần 3 x mũ 3, đúng không? Thì tôi đạo hàm lên, thì rõ ràng tôi đạo hàm lên thì nó sẽ bằng là gì? Là x bình. Thì cái này nó chính là một cái nghiệm của phương trình này. Một nghiệm phương trình này. Nhưng mà bây giờ tôi không có lấy 1 phần 3 x mũ 3 này, mà tôi lấy cái hàm khác y bằng 1 phần 3 x mũ 3, và tôi cộng thêm một cái hàm số c nào đó, thấy không? Thì khi mà tôi đạo hàm thằng này lên thì nó cũng bằng x bình phương, tại vì c là hàng số rồi, cho nên đạo hàm lên nó bằng không. Đấy, thì đạo hàm lên tức là tôi có y phẩy nó cũng bằng x bình phương. Như vậy thì cái thằng này đó, cái thằng này nè, nó gọi là nghiệm tổng quát của phương trình này, nghiệm tổng quát của phương trình này. Còn ở trên đây á, cái khi với cái c cụ thể chủ yếu là ở chỗ cái đánh dấu sau này đó, mà mình cho c bằng không á, thì nó trở thành cái chỗ một này. Chỗ một này á, thì nó gọi là nghiệm riêng của cái phương trình ở trên đây, phương trình BT trên đây. Đấy. Như vậy thì định nghĩa cái nghiệm tổng quát của phương trình, tức là một cái nghiệm
một cái hàm số mà nó phụ thuộc vào biến x và nó có phụ thuộc vào thêm một cái hàm số c mà nó thỏa mãn cái phương trình thì nó được gọi là nghiệm tổng quát của phương trình. Thì với cái c cụ thể thì mình sẽ được một cái nghiệm gọi là nghiệm riêng của phương trình, ha, nghiệm riêng của phương trình. Thì mình để nghiên cứu cái phương trình di phân cấp 1 á, thì mình sẽ nghiên cứu cái phương trình di phân cấp 1 đơn giản đầu tiên, đó là phương trình có biến số phân ly. Phương trình có biến số phân ly thì ở đây nó còn gọi là phương trình tách biến. Thì cái dạng của phương trình cái biến số phân ly á, là nó sẽ có dạng thế này, tức là bên vế trái của nó là vi phân của một cái giống như biểu thức vi phân của một cái hàm f nào đó, đúng không? Theo theo biến x, và bên vế phải nó là cũng giống như biểu thức một cái vi phân của một cái hàm nào đó theo biến y. Thì cái này nó gọi là hàm cái phương trình di phân mà gọi là biến phân ly. Thì cái này nó có thể ghi là gi 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 nhân cho y phẩy, nhân cho y phẩy bằng fx. Thì cái này nó cũng gọi là, thì cái dạng này á, là nó có thể viết như thế này. Đấy, cái dạng mà ở trong tài liệu chúng ta nó viết á, thì nó có thể viết cái dạng như thế này, tức là gi nhân cho y phẩy bằng fx. Thì cái này nó cũng gọi là phương trình có biến số phân ly hay là phương trình tách biến. À, thì để giải cái này á, thì mình cứ liền việc lấy tích phân hai vế thôi, lấy tích phân hai vế tức là tích phân bất định á, tích phân bất định hai vế. À, chẳng hạn như ở đây mình có ví dụ 3.2 nè, 3.2 thì cái này là y dy bằng x cộng 1, à, tất cả nhân cho dx. À, thì bây giờ đó là để giải phương trình này á, là mình chỉ cần lấy tích phân hai vế thôi, lấy tích phân hai vế. Thì cái này là tích phân của y dy, tích phân của x bình cộng 1 dx. Thì khi mà mình lấy tích phân của y dy á, thì coi như đây là tích phân của một cái hàm theo biến y. À, tích phân của một cái hàm theo biến y thì nó này nó bằng y bình phương chia 2. Còn bên đây là tích phân này thì nó bằng x mũ 3 chia 3 cộng x. À, thì hai bên thì mình lấy tích phân bất định hết, cho nên nó sẽ có hàng số c. Và thường hàng số c mình sẽ đẩy về phía bên có x á. Đấy, hàng số c mình sẽ đẩy về phía bên có x. Đấy, thì cái nghiệm tổng quát của nó sẽ có dạng như thế này. À, thì ở đây em thấy cái dạng nó như thế này, phải không? Mình nhân hai vế cho hai thì nó sẽ ra dạng này. À, thì có bạn hỏi là tại sao chỗ này nếu mà nhân hai vế cho hai thì này phải 2c chứ, tại sao ghi có một c? Thì do c là một cái hàng số tùy ý, cho nên 2c với c thì nó cũng là hàng số tùy ý thôi, cho nên là thay vì mình ghi 2c thì mình ghi một c. Rồi nếu mà để chặt chẽ thì chỗ này mình sẽ ghi là c phẩy gì đó, thấy không? Thì xuống đây mình ghi 2c phẩy, thì cái c này nó chính là 2c phẩy cũng được, thấy không? Đấy. Thì để giải phương trình ở biến số phân ly ấy, thì đơn giản là mình sẽ lấy tích phân hai vế. Rồi ăn tử tế chừng mũi chích. Rồi chúng ta tiếp tục. Thì các em xem trong tài liệu ở chỗ cái ví dụ 3.3. Ví dụ 3.3 thì đây là cái một cái phương trình di phân. Phương trình di phân. Thì cái phương trình này nó cho là
Thầy ơi, chỉnh nói lớn lớn lên được không mày? Em nghe nhỏ quá. Nghe nghe được chưa em, nghe được Dạ. rồi. Bây giờ thì tiếp tục nói, bây giờ cái ví dụ 3.3 đó thì chỗ này là một cái phương trình vi phân mà nó đề bài nó cho là x nó phải khác cộng trừ 1. Bởi vì x khác cộng trừ 1 thì ở đây mình thấy là chỗ chỗ này á, chỗ cái biểu thức mà ở trong cái dấu ngoặc này nè, biểu thức ở trong dấu ngoặc này đó, thì mình có thể gom y làm thừa số chung, đúng không? Còn cái biểu thức ở trong dấu ngoặc của bên đây á, thì mình có thể gom x ra làm thừa số chung. Như vậy á, thì nếu mà mình gom y ra làm thừa số chung á, nếu mình gom y ra làm thừa số chung á, thì chỗ này nó còn là 1 trừ x bình, mà đề nó cho ở đây là x khác cộng trừ 1 rồi, cho nên là 1 trừ x bình là nó khác không rồi, chỗ này nó khác không rồi nè. Đó. Còn thì hiển nhiên là còn bên đây là nếu mà mình gom x làm thừa số chung đó, đó, thì cái chỗ này đó là nó cũng khác không à, nó khác không, đúng không? Như vậy thì cả hai cái biểu thức ở trong cái ngoặc ở chỗ này nó đều khác không hết, cho nên nếu như mà mình chia hai vế của phương trình cho cái biểu thức này thì là cái phương trình nó cũng tương đương, nó tương đương, thế tức là nó đảo đều cái phương trình này. À, ở đây mình chia hai vế cho cái tích này á, thì chỗ này á là 1 trừ x bình mà chia cho 1 trừ x bình thì nó còn 1, đúng không? Đấy, và lúc này nó còn tiếp tục chia cho cái thằng này nữa thì nó trở thành là y chia cho gì? Y bình cộng 1. Còn bên đây là nó còn là x chia cho 1 trừ x bình. Đấy. Thì tới đây thì nó trở thành cái phương trình có biến số phân ly. Biến số phân ly tức là một bên đây đó là y, toàn biểu thức liên quan đến y thôi, một biểu thức liên quan đến y rồi nhân cho dy. Còn bên bên phải là một biểu thức liên quan đến x rồi nhân cho dx. À, thì cái này gọi là phương trình có biến số phân ly. Và lúc này là mình sẽ mình lấy tích phân hai vế, tích phân hai vế thì mình sẽ được lấy tích phân hai vế, thấy không? Và mình sẽ được cái này. Thì ở bên bên phải cái tích phân này á, thì nó có cái dạng là 1/2 của u phẩy mà chia cho u. Ở đây u đó chính là cái thằng này nè, u chính là này. Không? Thì nếu nếu mà mình đạo hàm lên thì nó là 2u, 2y, 2y, đúng không? Cái này nếu mà đạo hàm lên thì nó là 2y. Nhưng mà ở đây nó có chứ 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 y rồi, cho nên nó sẽ là 1/2 của u phẩy chia u. Mà u phẩy chia u á, thì cái nó chính là đạo hàm của thằng log Lie, cho nên là khi mình chưa đạo hàm tức là mình lấy nguyên hàm lại thì nó chính là log Lie của này. Thì các em lưu ý là để giải mấy phương trình vi phân thì em phải nhớ cái công thức, phải nhớ cái công thức nguyên hàm, cái bảng nguyên hàm mình coi ở chương một lại. Thì nguyên hàm ở đây em thấy cái nguyên hàm của 1/x thì bằng log Lie của x, và với điều kiện x dương đó, thì nó sẽ là log Lie của x thôi. Đấy không? Như vậy thì nếu mà mình gặp nguyên hàm của là u phẩy chia u như thế này, u phẩy chia u mà d dx đó, thì nó sẽ bằng log Lie của u cộng cho c. Đấy. Nhưng mà ở đây thường đó là trong cái chỗ này đó thì em nhớ là cái hàng số c đó là mình sẽ đẩy qua một phía phía bên có biến x. Ở bên đây này thì nó cũng dạng u phẩy chia u nữa, 1/2 u phẩy chia u nhưng mà trừ 1/2 phải không, nên nó ra log Lie của này. Và cần hàng số c đó, thì mình có thể ghi c hoặc là log c cũng được, tại vì nếu c là một hàng số thì log Lie của c nó cũng là hàng số, và 1/2 log Lie của c cũng là hàng số, đúng không?
thì chỗ này nó có một hai hết, mình bỏ một hai hai bên hết nè. Và cái này đó là lốc trừ lốc thì bằng lốc của hiệu. Lốc trừ lốc thì mình nhớ cái công thức là logit cơ số A của B trừ logit cơ số A của C đó, thì nó sẽ bằng là logit cơ số A của B chia C. Đấy, thì cái công thức này thì log DB nó chính là logit cơ số A. Cái này là log log DB của C nè trừ vô log DB của x bình trừ 1 nè. Thì nó sẽ bằng log DB của C chia x bình trừ 1. Và lúc này á, thì mình sẽ bỏ cái logit hai vế đi, chẳng hạn là thật ra mình lấy cái e mũ đó, thì ta có là logit cơ số a của b bằng là logit cơ số a của c, thì nó này nó tương đương là a là b bằng c đúng không? Đấy, thì thằng này nó bằng này. Và sau đó mình chuyển cái số số một qua đây thì nó trừ một, vậy thì cái nghiệm tổng quát của nó sẽ là dạng này. Còn cái ví dụ 3.4, 3.4 thì có cái phương trình dạng này. Dạng này thì nếu mà mình ghi cái dạng vi phân á, thì nó sẽ là dy rồi cộng cho 3x bình phương y dx, thấy không? Dạng này là tương đương. Đấy. Nhưng mà ở đây đó là mình sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu mà y bằng 0 á, y bằng 0 thì cái y phải nó cũng bằng 0 cho nên nó sẽ thỏa mãn phương trình. Vậy thì y bằng 0 nó chính là nghiệm của phương trình. Thì y bằng 0 là nó là hàm hàm hằng ha. Mình hiểu đại khái nó là hàm hằng. Tức là x bằng mấy thì y nó cũng bằng 0. Tiếp theo đó là nếu mà trường hợp mà y khác 0 đó, mình sẽ chia hai vế cho với y. Nếu mà y khác không mình sẽ chia hai vế cho y, thì lúc này á, là mình sẽ được cái phương trình của biến số phân ly. Phương trình của biến số phân ly là như thế này. Đúng chưa? Đó, và mình tiếp tục là lấy tích phân hai vế. Lấy tích phân hai vế thì bên đây là tích phân thì ra log Db của y. Còn bên với phải á, thì lấy tích phân á, thì nó ra là x mũ 3. 3x bình phương thì nguyên hàm của nó là x mũ 3. Đấy không? Đấy, thì công thức nguyên hàm là chỗ này. Mình sử dụng công thức này. Mình sử dụng công thức này thôi. Thì ở đây mình sẽ được x mũ 3 và cộng cho c. Và thường đó là để cho cái nó dễ tính đó, thì mình tại bên đây nó có lốc nè. Bên đây nó có lốc Db nè. Bên bên trái nó có lốc Db. Như vậy thì bên phía phải của mình đó là mình cũng cái hàng số mình cũng đưa về log Db của C. Vậy nữa mình dễ dễ tính y ra. Nếu mình để C không thì cũng được, không có gì, thấy không? Đấy. Thì lúc này còn cái x mũ 3 thì mình thay vì mình ghi x mũ 3 thì mình ghi log Db của e mũ x mũ 3. Thì nó cũng ra x mũ 3 thôi. Đó. Thì khi đó thì log log cộng log thì bằng log của tích này. Đấy, thì bây giờ mình trở thành cái phương trình là log của a bằng log của b, vậy thì mình sẽ được là a bằng b. Đó. Thì ở trên đây là cái c nó phải khác không, chỗ này á, mình thấy là cái c nó phải khác không. Tuy nhiên là khi mình kết luận nghiệm là tại mình để c bằng r mà không để khác không là biết tại sao không? Tại cái trường hợp thứ nhất á, trường hợp thứ nhất này nè, trường hợp thứ nhất là mình đã công nhận đó, y bằng không là nghiệm rồi. Vậy thì tổng quát lại là mình sẽ được là gì, là y bằng c e mũ x mũ 3 với c của r luôn, mình chấp nhận c bằng không. Thì nếu c bằng không thì nó đảo về trường hợp y bằng không. Đấy, thì tạm thời chúng ta sẽ nghỉ 5 phút, cái máy của thầy nó hoạt động nhiều hơn, nó nóng quá, chúng ta tạm nghỉ 5 phút rồi chúng ta đăng nhập vô học lại nha.